Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm xuống dưới 27.000 đô la, đánh dấu mức thấp nhất từng thấy hồi cuối tháng 4 vừa qua. Đầu tuần này, Bloomberg đã báo cáo rằng James Schiff và Jump Crypto, hai trong số những nhà tạo lập thị trường tiền điện tử lớn nhất, sẽ lùi một bước khỏi giao dịch tiền điện tử ở Mỹ khi các cơ quan quản lý của nước này tiếp tục đàn áp ngành công nghiệp crypto. David Wells, giám đốc điều hành của Inclay Markets cho biết, nói chung, chúng ta sẽ chứng kiến sự dao động lớn hơn nhiều về giá theo cả hai chiều, vì rất nhiều nhà tạo lập thị trường lớn đã giảm đáng kể việc cung cấp. Các nhà tạo lập thị trường lớn hơn tạo ra sự ổn định hơn về giá do tính thanh khoản mà họ cung cấp. Bạn sẽ thấy những khoảng trống lên xuống thường xuyên hơn vì sổ đặt hàng mỏng hơn. Vào cuối tháng 2, Cục Dự trữ Liên bang, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo các ngân hàng về rủi ro thanh khoản liên quan đến các công ty tiền điện tử. Tính thanh khoản kém mới trên thị trường đã trở thành một chủ đề lớn hơn sau khi đóng cửa Silvergate và Signature Bank, hai ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, cung cấp giải pháp chuyển đổi từ tiền pháp định sang tiền điện tử. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng có một ngày giao dịch đỏ lửa vào ngày hôm qua. Hầu hết các cổ phiếu đều chìm trong sắc đỏ, với mức lỗ càng trầm trọng khi giá cổ phiếu của Park West giảm 22% sau khi ngân hàng tiết lộ rằng tiền gửi của họ đã giảm 9,5% trong tuần đầu tiên của tháng 5. Khi đóng cửa thị trường, chỉ số S&P và Dow cũng chứng kiến sự sụt giảm. Thông tin tiếp theo, đại diện từ CryptoQuant tin rằng giá Bitcoin có thể trở lại mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào đầu năm tới. Trưởng bộ phận chiến lược của CryptoQuant, Benjamin Brannon nhận định rằng Bitcoin đã nằm ngoài vùng sâu của thị trường giá xuống. Cá nhân ông coi việc điều chỉnh là cần thiết khi thị trường đã tăng trưởng mạnh kể từ đầu năm. Ông cũng tiết lộ, các khách hàng tổ chức đã có ý định đầu tư vào Bitcoin và tiền điện tử trong quý 3 và quý 4 năm 2023. Đây sẽ là một động thái kích hoạt việc tăng giá của Bitcoin. Mối tương quan giữa Bitcoin và vàng ngày càng tăng lên. Điều này đặc biệt rõ ràng trong khả năng phục hồi của Bitcoin đối với việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, vốn đã làm giảm giá cổ phiếu và tiền điện tử vào năm ngoái. Brandon nhấn mạnh, cơn sốt tìm điểm Bitcoin là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang coi tiền kỹ thuật số là tài sản trú ẩn an toàn. Bitcoin đang trên đường trở thành một kho lưu trữ giá trị, đúng với những gì các nhà đầu tư đang kỳ vọng. Trên biểu đồ hàng ngày, giá đã được củng cố dưới mức kháng cự 30.000 đô la sau khi đột phá thất bại vào đầu tháng 4. Đường trung bình động 50 ngày cũng đã bị phá vỡ xuống mức giảm xung quanh mốc 28.000 đô do áp lực giảm giá trong vài ngày qua. Vùng hỗ trợ 25.000 đô la có thể là mục tiêu tiếp theo. Sau đó là đường trung bình động 200 ngày quan trọng nằm quanh mức 22.000 đô la. Nếu phá vỡ hai mức này, giá Bitcoin có thể sẽ lao dốc mạnh hơn nữa trong ngắn hạn. Mặt khác, nếu một lần nữa phá vỡ đường trung bình động 50 ngày, Bitcoin có thể sẽ đập tan kịch bản giảm giá và giá có thể sẽ vượt qua mức 30.000 đô la vào khoảng thời gian này. Nhìn vào khung thời gian 4 giờ, sự hợp nhất gần đây đã trở nên rõ ràng hơn vì giá đã dao động trong khoảng từ 27.500 đô la đến 30.000 đô la trong vài tuần qua. Mức 27.500 đô la là vùng hỗ trợ quan trọng trước đây đã nhiều lần giữ thị trường. Mức này hiện đã bị phá vỡ và sự cố sẽ dẫn đến việc giảm sâu hơn về phạm vi 25.000 đô la trong thời gian ngắn. Chỉ báo RSI cũng hiển thị các giá trị dưới 50%. Điều này cho thấy đà giảm giá trong khung thời gian này, đồng thời làm tăng khả năng tiếp tục giảm giá thấp hơn trong những tuần tới. Tiếp theo là một chỉ báo on-chain quan trọng, tỷ lệ mua và bán của nhà đầu tư. Biểu đồ này thể hiện chỉ số tỷ lệ mua và bán của các nhà đầu tư, xác định xem phe mua hay phe bán chiếm ưu thế. Các giá trị trên 1 cho thấy rằng những người mua đang áp đảo. Ngược lại, các giá trị dưới 1 cho thấy sự thống trị của phe bán. Nhìn vào biểu đồ, số liệu này đã có xu hướng dưới 1 trong vài tháng qua. Đó có thể là một trong những lý do chính khiến Bitcoin không thể vượt qua mức 30.000 đô la. Áp lực bán mạnh này có thể đảo ngược xu hướng và đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.